tỷ phú Larry Ellison từ tuổi trẻ ngông cuồng trở thành bố già làng công nghệ. Tỷ phú Larry Ellison, nhà đồng sáng lập và kiêm cựu chủ tịch của tập đoàn công nghệ Oracle, chính là một trong những cái tên thú vị nhất trong giới công nghệ bởi chính cuộc đời và tính cách của ông. Từ một chàng sinh viên hai lần bỏ học, Larry Ellison không chỉ trở thành một trong những ông trùm đình đám có tính cách ngông cuồng mạnh mẽ nhất của thế giới công nghệ, mà ông còn thường góp mặt trong top 10 tỷ phú giàu nhất của thế giới Forbes. Bộc lộ tư chất của người thủ lĩnh khi còn nhỏ. Larry Ellison có tên thuở thơ ấu là Lawrence Joseph Ellison. Ông sinh ngày 17 tháng 8 năm 1944 tại Bronx, một quận của thành phố New York. Ông không có cha, mẹ ông là bà Florence Spellman. Khi được 9 tháng tuổi, Larry mắc chứng bệnh viêm phổi và mẹ Larry khi đó chỉ mới 19 tuổi đã gửi ông đến sống cùng chú và dì là Lillian và Louise Ellison tại thành phố Chicago. Hai mẹ con ông đã không gặp nhau kể từ đó cho đến khi ông bước sang tuổi 48. Sau này, Larry được một người đàn ông nhập cư từ Nga nhận làm con nuôi. Chính cha nuôi của Larry đã đặt tên cho ông là Ellison. Cái tên chính là sự tưởng nhớ dành cho nơi đầu tiên trên nước Mỹ mà ông đặt chân tới, đảo Ellis. Khi còn là một cậu bé, Larry Ellison đã bộc lộ tính cách độc lập, nổi loạn của một thủ lĩnh tương lai khi thường gây xung đột với cha nuôi. Ellison cũng thể hiện được niềm đam mê và năng khiếu về toán và khoa học từ khi còn nhỏ của mình. Nhưng năng khiếu đó không giúp ông hoàn thành con đường học vấn của mình sau này. Lần thứ nhất, ông theo học Đại học Illinois. Tại đây, ông được nhiều giáo viên và bạn học đánh giá là một gương mặt sinh viên ưu tú tiêu biểu. Sau đó, một thời gian khi đang theo học năm thứ hai tại trường đại học, mẹ nuôi của Larry Ellison bất chợt qua đời, để lại một cú sốc tinh thần nặng nề và ông đã quyết định thôi học. Một thời gian sau, Larry Ellison cố gắng quay trở lại trường đại học Chicago để tiếp tục, nhưng lại bỏ giữa chừng chỉ sau một học kỳ. Và ông nhận ra mình không hợp với nghiệp học hành. Trước đó, cha ông, một nhân viên làm việc cho chính phủ, đã bị thiệt hại nặng nề khi đem tài sản, vốn liếng đầu tư bất động sản đúng vào thời điểm cuộc đại suy thoái kinh tế năm 1930. Vào năm 1966, chàng trai Ellison khi đó 22 tuổi, quyết định đi xa lập nghiệp với chút tiền dành dụm. Ông rời Chicago để chuyển đến Berkeley, California. Khu Ellison sống vào thời điểm đó, giáp ranh với một nơi đang dần trở thành trung tâm dành cho những bộ não công nghệ hàng đầu nước Mỹ, mà chỉ một thời gian ngắn sau, người ta biết đến với cái tên là thung lũng Silicon. Những viên gạch vững chắc đầu tiên. Trong khoảng thời gian 8 năm sau đó, Larry trải qua rất nhiều công việc, bao gồm cả vị trí kỹ thuật viên cho công ty dịch vụ tài chính Wells Fargo và lập trình viên cho nhà sản xuất máy tính Amdra. Khi làm việc tại đây, ông đã tham gia vào nhóm xây dựng cơ sở dữ liệu IBM System R. Bước ngoặt cuộc đời của Ellison đã đến khi ông chuyển tới làm việc tại công ty điện tử Ampex và nằm trong dự án mang tên Oracle với mục đích xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin cho cơ quan tình báo CIA. Vào năm 1977, Ellison cùng các đồng nghiệp là Bob Miner và Ed Otis tách ra để triển khai một công ty startup phát triển phần mềm mang tên là Software Development Laboratories, tiền thân của Oracle ngày nay. Công ty này bắt đầu với nguồn vốn $2,000, trong đó thì Ellison bỏ tiền túi để đóng góp tới 60% cổ phần. Lựa chọn hướng đi đúng đắn. Hướng đi của công ty chịu ảnh hưởng bởi học thuyết của Edgar F. Codd, nhà khoa học máy tính nổi danh thuộc IBM. Học thuyết đó xoay quanh một thứ gọi là mối quan hệ trong các cơ sở dữ liệu. Đó là cách mà các hệ thống máy tính lưu trữ và truy cập thông tin hết sức quen thuộc mà chúng ta hiện đang sử dụng hàng ngày hiện nay. Vào thời điểm những năm 70, thì đây là một học thuyết mang tính cách mạng lớn trong ngành công nghệ. Vào năm 1979, công ty được đổi tên thành Relational Software Inc. Một năm sau đó, thì công ty của Ellison chỉ có 8 nhân viên, bao gồm cả ông và hai người bạn, doanh thu khi đó thấp hơn $1,000,000 một năm. Phiên bản đầu tiên của cơ sở dữ liệu do công ty của tỷ phú Larry Ellison tạo ra có tên là Oracle Version 2. Đến năm 1982, ông đổi tên thành Oracle System Corp. sau khi ra mắt sản phẩm chủ đạo là Oracle 2 của mình. Và cái tên đó đã duy trì cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ cho đến ngày hôm nay. Năm 1986, Oracle lần đầu phát hành cổ phiếu, đưa doanh thu của công ty đạt mốc $55,000,000. Sự trỗi dậy mạnh mẽ sau lần vấp ngã. Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm quản lý và vận hành, Oracle đã cho phép những nhân viên bán hàng của họ trực tiếp đặt ra doanh số bán hàng
trong các quý tương lai ngay trong quý hiện tại. Điều đó tạo ra những doanh thu ảo và khiến cho toàn bộ những số liệu kinh doanh bị lệch một cách trầm trọng vào năm 1990. Vốn hóa thị trường của Oracle giảm 80% và công ty đang trên bờ vực phá sản và họ phải sa thải 10% nhân lực, khi đó khoảng 400 người. Chưa đến một thập kỷ sau khởi đầu trong mơ thì Oracle đứng trước nguy cơ phá sản và trở thành miếng thịt béo bở khi các đối thủ cạnh tranh thi nhau cắt xén thị phần. Nhưng với bản lĩnh của một lãnh đạo giỏi, tỷ phú Larry Ellison đã tiến hành một cuộc thay máu mạnh mẽ và toàn diện cho Oracle, thay phần lớn các nhân viên cao cấp ban đầu bằng các nhà quản lý có kinh nghiệm hơn. Lần đầu tiên, ông giao việc quản lý kinh doanh cho các chuyên gia và chuyển trọng tâm sang phát triển sản phẩm. Một phiên bản mới của cơ sở dữ liệu Oracle 7 phát hành vào năm 1992 đã càn quét thị trường phần mềm quản trị. Chỉ 2 năm, cổ phiếu của công ty đã tăng trở lại. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên tham gia group của nhóm để cùng chia sẻ ý tưởng của bạn nhé. Thông tin chi tiết bên dưới video. Ngông cuồng nhưng tỉnh táo. Tỷ phú Larry Ellison nổi tiếng với tính khí ngông cuồng mạnh mẽ, nhưng vẫn giữ được cái đầu lạnh. Ông sẵn sàng nhục mạ không tiếc lời và thậm chí kiện tụng thẳng tay với các đối thủ của mình. Ông còn là một con cáo già trên thương trường, thậm chí có thể xoay chuyển thế cục tài tình từ một nguy cơ mất trắng toàn bộ trở thành một cú ăn đậm. Vào năm 1999, tưởng như sẽ đón nhận một mất mát lớn khi đệ tử ruột của Larry là Mark Benioff rời Oracle thành lập một công ty startup có tên là Salesforce.com. Dĩ nhiên, Larry chính là một trong những nhà đầu tư đầu tiên với 2 triệu đô la vào công ty này. Khi Benioff phát hiện ra là Oracle đang làm việc với một trong những đối thủ trực tiếp của Salesforce, thì ông này tìm cách tạo áp lực buộc người của Larry phải tự rời bỏ hội đồng quản trị công ty. Thay vì để bản thân bị xử một cách thụ động, thì chính Ellison lại ra tay trước. Ông tìm cách khiến cho Benioff chủ động sa thải mình. Điều đó đồng nghĩa với việc Ellison được quyền giữ lại toàn bộ cổ phiếu của Salesforce. Sau khi trở thành công ty 40 triệu đô, Salesforce tiếp tục mang lại cho Larry nhiều lợi nhuận hơn, dù cho cả hai công ty thường xuyên đấu đá nhau trên các trang báo cũng như trên các phương tiện truyền thông. Bên cạnh đó, tên miền .com bùng nổ vào cuối những năm 90 cũng đem lại lợi nhuận khổng lồ cho Oracle. Tất cả những công ty sử dụng tên miền .com cần cơ sở dữ liệu đều tìm đến Oracle. Là người thích sự đối lập. Những nhà điều hành kỳ cựu trước đây của Oracle bao gồm Mark Benioff của Salesforce, Tom Siebel của Siebel System, Craig Conway của PeopleSoft và cựu chủ tịch HP Ray Land. Tất cả những người sau này đều trở thành đối thủ của Oracle, nhưng nếu không có họ thì Larry Ellison và Oracle không thể có ngày hôm nay. Với nguồn tài lực khổng lồ và óc nhạy bén trong kinh doanh, Ellison chuyển hướng sang các mảng kinh doanh tiềm năng khác ngay trước khi cơn sốt tên miền .com hạ nhiệt. Vào năm 2014, Oracle thâu tóm nhà cung cấp phần mềm quản lý nhân lực PeopleSoft với giá là 10,3 tỷ đô la. Vào năm 2009, Oracle mua Sun Microsystems. Thương vụ thâu tóm này đem lại cho Oracle rất nhiều công nghệ quan trọng, bao gồm cả việc điều khiển cơ sở dữ liệu MySQL quen thuộc. Cuộc chiến với Microsoft và Bill Gates. Dù vô cùng thành công và giàu có, nhưng trong suốt nhiều năm liền, Ellison luôn ám ảnh về việc phải đánh bại Bill Gates và Microsoft. Oracle tiến hành IPO vào ngày 12 tháng 3 năm 1986 với giá trị thị trường được định giá 270 triệu đô. Chỉ một ngày sau, Microsoft cũng tiến hành IPO với giá là 700 triệu đô la. Kể từ đó, thế giới vẫn thường xuyên hồi hộp theo dõi cuộc chạy đua rượt đuổi hấp dẫn giữa hai đại gia phần mềm này. Khá lâu trước khi Apple tung ra sản phẩm iPad, Larry Ellison quyết định trình làng Network Computer, một chiếc máy tính đơn giản rẻ tiền có thể gửi email, lướt web và thực hiện những tác vụ đơn giản. Không đơn thuần chỉ là một chiếc máy tính, Network Computer còn giúp cho Oracle mở ra một ngành kinh doanh mới, cạnh tranh với kẻ thù không đội trời chung, Microsoft. Ellison là người tham vọng và hiếu thắng, vì vậy để thực hiện mục tiêu của mình, ông đã lập ra cả một công ty con để chuyên phát triển thị trường mới này, đồng thời phát động những chiến dịch quảng cáo vào các khách hàng tư nhân. Đáng tiếc, Network Computer về sau thất bại. Tuy nhiên, người sáng lập Oracle đã nhân dịp đó để chứng minh với thế giới rằng Microsoft không thể dễ dàng chiếm vị trí độc quyền trên thị trường. Rõ ràng cho đến nay, Ellison vẫn chưa thể đánh bại Bill Gates. Nếu xét về công ty, Microsoft có giá trị thị trường gấp 2,5 lần Oracle. Nhưng dù vậy, không thể phủ nhận rằng Larry Ellison là một trong những nhà lãnh đạo tài ba nhất thế giới với tài kinh doanh thiên bẩm. Còn là một tay chơi có số má.
Kể từ năm 2010, tỷ phú Larry Ellison bắt đầu rút lui khỏi sân chơi của thế giới công nghệ. Ông giao lại quyền điều hành cho những người tâm phúc của mình như Mark Hurd, Safra Catz để tập trung vào hưởng thụ cuộc sống xa xỉ hơn. Ngay từ khi còn trẻ, Ellison đã có đam mê lớn với những chiếc ô tô hào nhoáng và sở hữu một chiếc Thunderbird màu ngọc lam cực kỳ cá tính vào năm 22 tuổi. Vào năm 2012, ông mua lại toàn bộ quần đảo Hawaii với giá ước tính 300 triệu đô la Mỹ. Sau đó, ông còn tậu thêm 2 chiếc máy bay tư nhân, đồng thời cho xây dựng khách sạn trên đảo. Không chỉ thế, Larry còn nhãn mặt trong các thú chơi xa xỉ của giới nhà giàu. Một trong số những môn mà vị tỷ phú này rất tâm đắc là đua du thuyền, và Harry Ellison từng giành chức vô địch năm 1995. Cũng như một tỷ phú ngông nghênh khác là Elon Musk, cuộc đời tình ái của Larry Ellison cũng khá là thăng trầm. Ông kết hôn và ly dị 4 lần. Đi kèm với khối gia sản đồ sộ của mình, Larry còn được biết đến là một playboy thứ thiệt với những bóng hồng nóng bỏng nhất vây quanh. Vào năm 2014, Ellison chính thức rời bỏ chiếc ghế CEO của Oracle và nhường lại quyền lực đảm trách tập đoàn cho Hurd và Katz. Và thời điểm đó, thì tỷ phú Larry Ellison đứng ở vị trí thứ 5 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Còn trong nửa năm 2018 vừa qua, Larry Ellison vẫn đứng thứ 10 trong danh sách này. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!